Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hyundai Ngôi Sao. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng xe mới, đó là dòng xe thùng composite cánh rơi. Đây là dự kiến là một trong những thùng xe mà sẽ là hot nhất trong những năm tới đây, tại vì mang tới sự tiện dụng cho khách hàng khi lên xuống hàng hóa và tính đa dụng của nó khi chúng ta sẽ bán hàng lưu động được. Thì sau đây mình sẽ tập trung giới thiệu cho các bạn xem chiếc thùng xe nhé các bạn. Thì đây chính là thùng xe New Porter 150 thùng cánh rơi các bạn. Các bạn nhìn từ xa thì cũng thấy là thùng xe đã được mở tất cả cánh lên rồi. Mình xin nói về kích thước của thùng xe. Thì thùng xe có kích thước là lòng thùng là 3m13, chiều rộng là 1m65 và chiều cao là 1m72. Hoàn toàn thoải mái, chúng ta có thể đứng lên để di chuyển hàng hóa hoặc là lên xuống hàng hóa. Ở đây thì chúng ta có một cái bừng ở dưới. Bừng ở dưới thì chiều cao khoảng 450cm, còn lại là chúng ta có bừng trên. Điểm đặc biệt của chiếc thùng xe này là chúng ta sẽ được trang bị những cái hệ thống ti đẩy rất là lớn các bạn, rất là chắc chắn. Và mỗi cánh chúng ta sẽ được trang bị là 2 ti, ở bên này và bên này là 2 ti đẩy nhé các bạn. Đó, tất cả là chúng ta có 3 mặt như vậy. Tất cả 6 cánh chúng ta mở ra. Ở đây chúng ta sẽ thấy những hộp khung trụ rất là chắc, thép hộp. Và thép hộp này thì sẽ có hệ thống bản lề. Những khóa tôm này là bằng inox nha các bạn. Đặc biệt là chúng ta sẽ được trang bị những cái bản lề inox này. Đây, cái khóa này, khóa inox, bản lề của xe inox. Sàn chúng ta là sàn 2,5 ly. Đó. Và thiết kế của thùng này thì chúng ta sẽ có là thùng vách ngoài bằng composite màu trắng đồng bộ với xe, ở giữa lớp xốp và trong là một lớp tôn mạ kẽm. Còn khung xương của nó là khung thép hộp 30x40. Sàn chúng ta là 2,5 ly này. Đằng ngang là U80, còn đằng dọc là U100. Thì đây là một trong những cái thùng xe được đóng hết sức chắc chắn, tiện dụng cho chúng ta chở hàng hóa trên đường. Chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng quanh cái thùng xe nhé các bạn. Đấy, tất cả trụ vào ốp inox hết các bạn nhé. Trụ ốp inox 430 hết nè. Rồi mình sẽ bước lên cái thùng xe để các bạn thấy sự cao thoải mái của cái thùng nhé. Đây, mình cao 1m65, đi hoàn toàn thoải mái trên này. Tại vì chiều cao của xe là tới 1m72 nè. Đó các bạn, đi hết sức là thoải mái nhé. Chúng ta có thể lên xuống hàng dễ dàng, chúng ta mở một bên để chúng ta bán hàng hóa. Quá rộng các bạn. Trên trần, ở giữa lớp xốp nên cách nhiệt chúng ta rất là tốt này. Ở đây có một cái đèn nữa. Đây mình sẽ đóng một cái bửng lại đi. Đó, một cái bửng xuống để cho các bạn xem là. Rồi mình đu dây xuống nhá. Rồi chúng ta sẽ đóng một cái xuống. Thì khi đóng thì chúng ta sẽ kéo. Chúng ta có cái này đây. Đây, đóng xuống để các bạn xem cái vách ngoài composite của cái thùng xe này. Đó, đây vách ngoài nha các bạn. Chúng ta lưu ý là đóng cái dưới trước, tránh trường hợp như mình là hơi căng đấy. Mở người lên ngược lại rồi. Đóng phía dưới lên trước lại. Đóng dưới lên. Rồi, chúng ta có những khóa tôm các bạn thì lưu ý này. Thiết kế những cái khóa tôm này thiết kế âm như vậy sẽ tránh cho chúng ta bị va quẹt ở trên đường này, còn nhẹ hơn rất là nhiều. Ở trên này thì chúng ta có cái cây này, chúng ta sẽ kéo xuống. Gài vào. Rồi, đóng lại. Đây, chính là vách composite mình nói đấy ạ. Vách ngoài composite cách nhiệt và cực kỳ chắc chắn này, giữa xốp trong tôm mà kém. Ở đây nó sẽ có một cái khóa cái tay cầm nhỏ nhỏ bằng inox nữa, tiện chúng ta có thể lật lên. Một số xe thì không tinh ý sẽ không có những cái khóa này, thì chúng ta sẽ phải móc lên thì cũng rất là khó khăn. Đây chúng ta có thêm này, những cái bản lề inox mình nói đây. Bản lề inox, xe được trang bị bản lề inox thì nhìn xe thứ nhất là sẽ bền chắc chắn hơn, chống rỉ, thứ hai là đẹp hơn rất là nhiều.
ốp gốc ni lông nữa, nhìn xe sáng hơn. Đấy các bạn, về cũng được làm bằng ni lông luôn, đồng bộ theo thùng. Rồi cái về chắn này thì chúng ta sẽ có là bằng sắt mà kẽm chống rỉ các bạn. Gần như cái xe này đồng bộ luôn, trắng từ trên xuống dưới, và chất liệu là cao cấp, chỉ thua thùng composite thôi, thua cái thùng đông lạnh thôi các bạn. Rồi chúng ta sẽ ra phía bên trước này, thì phía đằng trước chúng ta có thể thấy là các góc đã được ốp bằng composite hết các bạn. Có một số phiên bản là ốp bằng inox, nhưng đối với phiên bản này thì bên mình đã ốp composite cho đồng bộ luôn các bạn. Ốp composite này có đèn ở trên cao nữa. Một thiết kế tinh tế là chúng ta có thêm hai cái miếng tôn để chắn nước khỏi chảy ở thùng nữa các bạn, ở phía trên nhá. Đó. Thì đây là mình giới thiệu sơ qua cái thùng để các bạn xem, còn các bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn thể đến Hyundai Ngôi Sao, hoặc các bạn có thể gọi điện cho mình để mình tư vấn kỹ hơn về thùng này. Đây là thùng xe, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan lại cái cabin của xe một chút đi. Thì mình xin giới thiệu sơ lại, đây là dòng New Porter 150. Đây là một trong những dòng xe 1,5 tấn mà đang là cao cấp trên thị trường hiện nay. Khi mà đóng thùng này thì chúng ta sẽ còn tải trọng là 1,3 tấn các bạn. Khi chúng ta đóng thùng ngày giờ chúng ta còn tải trọng là 1,3 tấn. Đối với xe này thì chúng ta trang bị là cửa. Cánh cửa này sẽ được trang bị là kính chỉnh điện nè. Kính chỉnh điện một chạm. Bên tài, bên phụ thì chúng ta phải kéo tay. Rồi, ở đây chúng ta có cabin các bạn thấy. Cabin thiết kế theo kiểu xe hơi thì chúng ta sẽ có không gian cực kỳ rộng. Và dĩ nhiên là ghế sẽ được bọc da hết các bạn. Xe mới hoàn toàn ghế bọc da này. Đó. Đây các bạn thấy ghế bọc da hết. Rồi hệ thống vô lăng hai chấu đặc trưng của Hyundai. Rồi chúng ta có logo Hyundai mà chrome đây. Đó, còi. Và phía ở đây chúng ta có mặt đồng hồ, mình sẽ bấm cho các bạn xem. Nó hơi ồn, mình sẽ mở. Điều hòa rất là mạnh nha các bạn, giữa trưa nắng là rất là lạnh. Đây mặt đồng hồ chúng ta thấy không? Mặt đồng hồ không khác gì một chiếc xe hơi cả. Đó, đồng hồ tua máy các thứ đầy đủ. Thì mình đã giới thiệu rất nhiều video về cái đồng hồ này rồi. Đó. Xe chúng ta trang bị là 6 số tiến và 1 số lùi. Ở đây chúng ta sẽ có là một cái hệ thống điều hòa giải trí đầy đủ hết. Mình sẽ lên cabin một tí nhé. Nhưng mình giới thiệu rất nhiều thì cảm giác cái xe này vô số rất là êm nha các bạn. Xe 6 số mà đi vô số cực kỳ êm. Nếu mà xe không tải chúng ta còn cụ thể đề 3 số 3 cũng được đấy. Vẫn chạy được. Ở đây chúng ta hệ thống radio kết nối với điện thoại rảnh tay này. Bởi qua Bluetooth. Đó các bạn thể thấy. Những cái nút điều chỉnh hướng đầy đủ hết. Ở trên này thì chúng ta có hệ thống gương. Rồi để kính ở đây các bạn. Cho khỏi trước kính này. Đèn. Và cái trần xe này á thì chúng ta vẫn là trần bằng nỉ thôi các bạn. Thì khách hàng nào thích về thì chúng ta có thể bọc lại. Bọc lại thì cái này tầm hơn 1 triệu thôi. Bọc lại bọc 5D, bọc da lại, bọc da lại toàn bộ cabin luôn. Tầm hơn 1 triệu, cực kỳ rẻ rồi. Và xe thì trang bị là 3 chỗ ngồi nha các bạn. Đó. Đây là cabin của xe. Thì mình các bạn sẽ cùng xuống xe đi. Đó. Đây là chiếc xe New Porter 150 phiên bản năm 2019. Thì các bạn có nhu cầu mà đóng thùng cánh rơi á thì các bạn cứ vui lòng liên hệ cho mình với số điện thoại là 0979 393 898. Và các bạn có thể đến trực tiếp Hyundai Ngôi Sao tại địa chỉ tại vòng xoay An Phú. Gần vòng xoay An Phú thì các bạn sẽ xem trực tiếp những cái xe như vậy để tiện cho mình tham khảo hơn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.